Cú va chạm quá mạnh khiến tài xế xe con tử vong ngay sau khi được đưa vào viện cấp cứu. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê, Phú Thọ xác nhận, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc nội bài Lào Cai được xác định là ông Huỳnh Thanh Hùng, 42 tuổi, là trưởng phòng kinh tế hạ tầng của huyện. Tài xế tử vong tại cao tốc nội bài Lào Cai là trưởng phòng cấp huyện ở Phú Thọ. Hà Nội, nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào hành hung nhân viên nhà xe tàu hàng đâm biến dạng ra cầu quay, tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng tạm dừng. Lừa hơn 12 tỷ đồng và cuộc trốn chạy truy nã 7 năm của nguyên nữ cán bộ ngân hàng. Tài xế tử vong tại cao tốc nội bài Lào Cai là trưởng phòng cấp huyện ở Phú Thọ. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, một nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 6 tháng 7 tại đoạn gần nút giao IC7, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, lối ra thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tử vong do bị chấn thương nặng. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 7, tại km 48 350, cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe ô tô con. Đoạn đường này không có giải phân cách cứng. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe tải lật nghiêng nằm chắn ngang cao tốc, hàng hóa trên thùng xe đổ tung xuống đường, xe con bị bẹp rúm phần đầu. Tuyến cao tốc bị ách tắc cả hai chiều. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng cùng đơn vị vận hành đường cao tốc đã có mặt phân luồng. Cú va chạm quá mạnh khiến tài xế xe con tử vong ngay sau khi được đưa vào viện cấp cứu. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê, Phú Thọ xác nhận, Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc nội bài Lào Cai được xác định là ông Huỳnh Thanh Hùng, 42 tuổi, là trưởng phòng kinh tế hạ tầng của huyện. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Hà Nội, nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào hành hung nhân viên nhà xe. Ngày 6 tháng 7, đội cảnh sát hình sự công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Yên Hòa. Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, ngày 5 tháng 7 tại văn phòng nhà xe Sơn Hải số 37 Trần Kim Xuyến, nhóm thanh niên đánh hội đồng và hành hung một nhân viên của văn phòng. Hình ảnh từ camera cho thấy nhóm nghi phạm có 4 đến 5 người, trong đó có 3 người cầm hung khí giống dao. Nạn nhân bị đánh, đấm liên tục bằng chân tay, đuôi dao và nhận thương tích nặng ở vùng mặt, đầu, không 16 mũi. Theo phản ánh nhóm đối tượng lấy một số tài sản tại văn phòng. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an của Phường Yên Hòa đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Cầu Giấy để điều tra theo đúng thẩm quyền. Tàu hàng đâm biến dạng dây cầu quay, tuyến đường sắt Hà Nội, Hải Phòng tạm dừng. Tối ngày 6 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh. Điều tra xử lý vụ việc tàu chở hàng đâm vào cầu quay tàu hỏa bắc qua sông Đào Hạ Lý, khiến đường dây tàu bị di lệch không thể phục vụ các chuyến tàu lưu thông qua đây. Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 7, tàu vận tải hàng hóa hành trình từ sông Lạch Chay vào sông Đào Hạ Lý 3 km cộng 200 qua địa phận quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, va và chạm vào cầu quay tàu hỏa. Vụ va chạm khiến cầu quay tàu hỏa bị lệch tim gối cầu khoảng 1 m, gây lệch đường dây tàu hỏa. Tàu bị bóp méo phần cabin lái của phương tiện. Sau khi xảy ra vụ va chạm, các phương tiện được thông báo tạm dừng lưu thông qua cầu quay. Các phương tiện được thông báo không đi qua cầu quay sau vụ va chạm khiến đường dây tàu hỏa bị di lệch. Tàu vận tải hàng hóa nêu trên do thuyền trưởng là Trần Văn Định, sinh năm 1972, điều khiển cùng máy trưởng là Hoàng Văn Quân, sinh năm 1990. Tàu có trọng tải 1.502 tấn, công suất máy 450 CV. Tàu được đưa về neo đậu vào vị trí an toàn, đồng thời, thuyền trưởng, máy trưởng được đưa đi cơ sở y tế xét nghiệm nồng độ cồn. Tối cùng ngày, trạm cảnh sát đường thủy máy chỉ, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng đã đưa tàu neo đậu vào vị trí an toàn, đồng thời đưa thuyền trưởng, máy trưởng đi cơ sở y tế xét nghiệm nồng độ cồn. Sau vụ va chạm, chuyến tàu hỏa chở theo 300 hành khách từ Hà Nội về ga Hải Phòng đã phải chuyển hướng về ga Thượng Lý. Toàn bộ hành khách được công ty đường sắt hỗ trợ di chuyển bằng xe buýt về ga Hải Phòng. Trước mắt, tuyến đường sắt Hà Nội, Hải Phòng phải tạm thay đổi, dừng chờ khách về ga Hải Phòng, chờ sửa chữa, khôi phục lừa hơn 12 tỷ đồng và cuộc trốn chạy truy nã 7 năm của nguyên nữ cán bộ ngân hàng. Đại diện công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị phối hợp cùng công an cửa khẩu hàng không quốc tế nội bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, bắt giữ nguyên cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh, Lê Thị Hợi, sinh năm 1967. Đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt về ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo tài liệu điều tra, vào năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của nhiều công dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tố cáo Lê Thị Hợi, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại của phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh, đã lợi dụng lòng tin để chuyển nhượng thửa đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 3 tháng 1 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 8 tháng 1 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Hợi và tổ chức xác minh truy bắt đối tượng. Cô gái trẻ bị cuốn váy chống nắng vào xe máy Tối ngày 6 tháng 7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng của đơn vị vừa kịp thời giúp đỡ hai mẹ con bị té xe do váy chống nắng cuốn vào xích xe máy. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 7, Thiếu tá Phạm Xuân Tú, trạm cảnh sát giao thông Cờ Rông Búc cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 15 giờ 25 phút cùng ngày, Thiếu tá Tú cùng đồng đội phát hiện hai phụ nữ đứng giữa trời mưa vẫy tay tìm sự giúp đỡ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng lại hỏi thăm, tìm cách hỗ trợ. Hai phụ nữ nói trên là mẹ con, họ từ huyện EA hờ leo lên khám bệnh ở thành phố Buôn Ma Thuột. Do trời mưa to, trong lúc chạy xe, vai chống nắng của cô gái trẻ bị cuốn vào phần xích xe khiến hai mẹ con té ngã xuống đường. Đồng thời, vai chống nắng bị kẹt lại trong xích nên xe máy của hai mẹ con không thể di chuyển. Cô gái trẻ cùng mẹ phải vẫy tay, nhờ người đi đường hỗ trợ. Sau khi xem xét tình hình, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dầm mưa, đưa xe máy bị hỏng lên xe đặc chủng và chờ đến tiệm sửa xe, giúp hai mẹ con tiếp tục hành trình. Được các chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp đỡ, cô gái trẻ trong vụ việc đã đăng tải lên mạng xã hội, bày tỏ sự cảm kích. Theo tìm hiểu, cô gái trẻ liên quan vụ việc là Nguyễn Thị Nhi, 25 tuổi. Chị Nhi cho biết thời điểm xe chị bị hỏng trời mưa to, ít người qua lại. Vì vậy, hai mẹ con chị rất lo lắng, không biết phải làm sao để tiếp tục di chuyển. Trời mưa to Cả hai anh cảnh sát giao thông đều dầm mưa để giúp mẹ con tôi tiếp tục hành trình khiến tôi rất biết ơn, cảm kích. Lúc đó, xe của tôi không thể di chuyển được, nếu không có các anh cảnh sát giao thông giúp, có lẽ mẹ con tôi sẽ rất vất vả, chị Nhi nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.